Xin chào các bạn nha. Hiện là đang cho các bạn xem đây là ca mụn thâm đại la nha các bạn. Thì đây là bạn này trước khi tới la nè. Đây các bạn có thể thấy đây là bề da mụn nha. Các bạn thấy thâm nhiều ở vùng trán, nói chung là toàn bộ vùng trán các bạn này thâm rất là nhiều và mụn viêm nữa các bạn. Đây, bạn này thì làm la hai lần kỹ thuật. Đây hai lần kỹ thuật các bạn thấy đây là bề mụn mụn này, viêm và thâm trên cái nền da. Đó, đây là toàn bộ bề da của bạn này này. Và đây là sau khi bạn này điều trị mụn thâm tại la nha. Các bạn có thể thấy đối với bạn này thì vùng thâm nó mờ hẳn hết đi rồi nha các bạn. Thì các bạn thấy là thâm bạn này làm cho la hai lần kỹ thuật. Đây các bạn có thể thấy đây là bề da thâm ở vùng trán này. Đó, bề da thâm ở vùng trán, nhất là hai vùng mang tai các bạn thấy không? Nhưng bây giờ thì da hoàn toàn sạch và mờ thâm như thế này. Và quan trọng là cái nền da các bạn khỏe, các bạn thấy này, cái nền da hoàn toàn khỏe nha các bạn. Thì những bạn đang bị tình trạng như thế nào các bạn có thể inbox trực tiếp cho La nha. Các bạn thấy này, cái phần thâm của bạn này là ở bị trong cái bì da luôn. Các bạn thấy trong cái bì da không? Đây này, phần thâm trong cái bì da như thế này nha. Đó, nhưng mà đây thì sau khi mà bạn này điều trị xong là các bạn thấy thâm mờ hẳn. Như là bạn này làm cho La hai lần kỹ thuật nha các bạn. Các bạn thấy rõ cái phần thâm ở vùng trán này. Đó, thâm rất là nhiều. Đó, và da bạn này viêm, viêm. Bạn này cũng bị một phần nội tiết tố nữa. Đó, nhưng mà các bạn thấy hoàn toàn bây giờ là bề thâm là mờ hẳn sạch, bay luôn bề thâm luôn. Có nghĩa là thâm nó tùy vào bì da của mỗi bạn đó. La luôn nhắc lại là thâm tùy vào bì da nha. Nếu như các bạn chăm dưỡng lần lần là nó sạch cho các bạn 100%. Đó, như bạn này là sạch cho La cũng là 90-100% rồi. Có nghĩa là cái vùng thâm nó mờ đi hẳn rồi nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.